Giới thiệu các bạn, đây là hạt giống ngô nếp lai F1W50, giống do công ty Syngenta sản xuất. Gỗ này là gỗ 500g. Đây là mặt trước bao bì có ghi thông tin về giống, còn nảy mầm trên 85%. Đây là hình ảnh về trái. Mặt sau bao bì có ghi thông tin về đặc tính giống. Giống ngô nếp thay F1W50 là giống ngô nếp cho năng suất cao, chất lượng dẻo thơm ngon, chống chịu tốt với bàn vi sắt, hấp to và dài, thời gian thu hoạch từ 60 đến 70 ngày, giống trồng được quanh năm tùy theo địa phương. Dưới bao bì ghi hàng sử dụng và đặt giống thương hàng, số điện thoại bên trên màn hình.